Rồi, hồi nãy mình đề bài là x cộng y bằng 1, 1, 2, 0 và 12% x cộng 20% y bằng 1, 7, 2. Ở đây các bạn có thể chuyển qua phân số hoặc là số thập phân tùy các bạn nha, là sẽ chuyển qua phân số cho nó đẹp đó. 12% chính là 12/100 nè, x cộng 20% chính là 20/100 nhân y bằng 172. Vậy mẫu số chung là 100, vậy ta mang cái mẫu số chung này qua bên phải, vậy ta sẽ có gì ạ? X cộng y bằng 1/120 và 12 x cộng 20y, chuyển cái 100 này qua là 172 nhân cho 100 thêm 2 số 0. Ở đây các bạn có thể rút gọn cho 2 cũng được nha các bạn, hoặc là rút gọn cho 4, ở đây tùy các bạn nha. Ở đây các bạn muốn rút gọn luôn thì cũng được, mình rút gọn cho 4 luôn cũng được nha các bạn. Rút gọn cho 4 đi. Để các bạn x cộng y bằng 1/120 và chia cho 4 nè, ra 3x nè, chia cho 4 nè, sẽ ra gì ạ? Ra là 20 chia cho 4 là được 5y nè. Bạn tiếp tục chia cho 4 giúp lại, bấm hàng này chia cho 4 nha. 1720 0 chia cho 4 bằng, ra là 4300. Được chưa? 4300. Ok chưa? Rồi ở đây mình đã biết đây là hệ phương trình bậc nhất hai ẩn, thì các bạn có thể giải bằng phương pháp thế nè, hoặc là phương pháp cộng đại số. Cộng đại số thì ở đây là sẽ dùng phương pháp thế đi, phương pháp thế nha. Phương pháp thế thì các bạn chuyển y qua đây, vậy mình sẽ tương đương x bằng 1120 trừ y. Rồi 3x cộng 5y bằng 4300. Rồi, chỗ nào có x các bạn thay bằng thằng này giúp lợi. Được chưa? Có x các bạn thay bằng này giúp lợi. Vậy mình sẽ có là x 1120 trừ y, thế vào 3 nhân 1120 trừ y cộng 5y bằng 4300. Rồi, tiếp tục như vậy các bạn giải x bằng 1120 trừ y và phân phối vào sẽ ra là 3360 trừ 3y cộng 5y bằng 4300. Rồi, tới đây các bạn đã biết giải chưa ạ? X bằng y bằng 120y và các bạn tính giúp là đây với đây là ra là 2y. Rồi, chuyển thằng này qua 4300 trừ đi 3360 bằng 940, tương đương x bằng 1120 trừ y và y bằng, bấm máy tính giúp lại, 940 chia cho 2 bằng 40470, và thế 470 vào đây mình sẽ tìm ra được x y. Ok chưa? Ok nha các bạn.